thơm hay còn được gọi bằng các tên dứa, khóm là sự kết hợp một cách vô cùng hòa quyện của vị chua, ngọt và hương thơm hấp dẫn, được rất nhiều người yêu thích sử dụng để ăn tươi, làm nước ép, chế biến các món ăn. Nhưng đối với những người có sợ tăng cân, sợ mập, họ luôn lăn tăn không biết ăn dứa có béo không, có giảm cân không, vậy thực chất loại quả này có ảnh hưởng đến cân nặng của chúng ta hay không? Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn giải đáp băn khoăn này. 1. Ăn quả dứa có béo không? Trong dứa giàu vitamin C, vitamin B1 cùng hàm lượng axit hữu cơ cao. Vì vị chua và mùi thơm khá gắt nên nhiều người cho rằng ăn dứa nhiều sẽ nóng, hại da, gây mịn trứng cá. Tuy nhiên, dứa có tính bình, giàu dinh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe và có thể trở thành một nguyên liệu làm đẹp tự nhiên hiệu quả. An toàn, nhiều người yêu thích mùi vị thơm ngon của dứa nhưng cố kìm lòng lại vì sợ ăn dứa sẽ bị mập, xấu xí. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm vì dứa không những không khiến chúng ta tăng cân mà còn là một loại thực phẩm hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Mỗi quả dứa trung bình cung cấp cho cơ thể khoảng 40 kcal, rất thấp so với các loại thực phẩm thông thường khác. Thành phần chủ yếu trong quả dứa là chất xơ nên rất tốt cho việc giảm cân. Bên cạnh đó, khi ăn dứa chúng ta không có cảm giác bị đói nên hạn chế cơn thèm ăn, hàm lượng chất xơ dồi dào trong dứa cũng sẽ tham gia điều chỉnh quá trình giải phóng và hấp thụ carbon hydrate trong cơ thể, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, ngăn ngừa sự tích lũy chất béo, nguyên nhân dẫn đến tình trạng tăng cân. Hàm lượng đường trong dứa rất thấp, hoàn toàn không có chất béo, do đó không thể gây tích mỡ. Ăn nhiều dứa còn ngăn ngừa chứng đầy bụng, khó tiêu và đốt cháy calo dư thừa hiệu quả. 2. Ăn dứa như thế nào để giảm cân nhanh? Lựa chọn dứa vào thực đơn của mình, bạn sẽ nhanh chóng có được một vóc dáng lý tưởng, cơ thể cân đối. Tùy vào sở thích, thói quen ăn uống mà bạn có thể lựa chọn một trong những cách ăn dứa giảm cân hiệu quả dưới đây. Ăn dứa tươi, cách này thì vô cùng đơn giản, các bạn chỉ cần gọt vỏ, cắt bỏ hết mắt dứa, sau đó thưởng thức những lát dứa thơm ngon sau bữa ăn chính khoảng 45 phút uống nước ép dứa. Vào ngày hè nóng bức, đừng quên chuẩn bị và thưởng thức một ly nước ép dứa thơm ngon để giải tỏa cơn khát và giảm cân hiệu quả nhé. Để vị nước ép dứa thơm ngon hơn, các bạn nên thêm một chút đá hoặc ướp lạnh nhé, salad dứa. Vào bữa ăn chính, các bạn có thể chuẩn bị món salad dứa bao gồm dứa và các loại rau củ thông dụng như cà chua, xà lách, dưa leo để bổ sung các vitamin, khoáng chất và hỗ trợ giảm cân hiệu quả nhé. Kết hợp dứa trong các món xào. Nếu bạn không thích ăn dứa tươi, có thể dùng loại quả này làm nguyên liệu để chế biến các món ăn hấp dẫn như dứa xào thịt, dứa kho cá, dứa sốt xương thịt, canh chua, bún, ba. Những lưu ý khi ăn dứa để vừa giảm cân vừa tốt cho sức khỏe. Bản chất của dứa rất tốt cho sức khỏe, không gây tăng cân nhưng nếu ăn không đúng cách có thể phản tác dụng. Do đó, khi ăn dứa, các bạn cần chú ý một số vấn đề sau. Lựa chọn những quả dứa còn tươi, lành lặn, không bị hư hỏng, không nên ăn dứa để lâu ngày, bị dập nát và có mùi ôi chua. Ăn dứa phải gọt hết lớp vỏ, cắt bỏ mắt, rửa dứa sạch bằng nước muối trước khi ăn. Người đang bị bệnh, chảy máu cam, sốt xuất huyết, vết thương hở, băng huyết không nên ăn dứa vì sẽ làm tình trạng chảy máu diễn ra nghiêm trọng hơn. Bệnh lâu lành, trong dứa có chứa nhiều axit hữu cơ và bromelain có thể tác động mạnh đến niêm mạc dạ dày, ruột, gây nôn nao, khó chịu. Do đó, nếu đang đói, không nên ăn dứa. Người bị đau dạ dày hoặc có tiền sử mắc bệnh dạ dày không nên ăn dứa. Axit tự nhiên trong dứa có thể khiến bệnh trầm trọng hơn, thậm chí gây viêm loét dạ dày nếu ăn quá nhiều dứa. Nếu đang điều trị bệnh bằng thuốc Tây y không nên ăn dứa. Các thành phần trong dứa sẽ tương tác với thuốc gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Thai phụ ở những tháng cuối của thai kỳ không nên ăn dứa vì có thể bị chuyển dạ sớm. Sinh non, phụ nữ sau sinh cũng không nên ăn loại quả này. Với những người khỏe mạnh, bình thường, đang có nhu cầu giảm cân nên ưu tiên ăn dứa mỗi ngày để cung cấp dinh dưỡng và giảm cân nhanh chóng. Tuy nhiên, với những người đang bị bệnh, có thai, mới sinh nên thận trọng với dứa vì có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh và sớm sở hữu thân mình quyến rũ như mong muốn. Link mua phẩm các sản phẩm liên quan mình để ở dưới mô tả và bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu. Hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.